Bởi vì có những lúc mình đi về đêm á, cái em hay nói chồng em á là con mình nó hiểu chuyện lắm. Thì anh cứ nói là mẹ đi làm MC, rồi hả mẹ kiếm tiền, mẹ mua sữa, mẹ mua đồ chơi cho con, rồi mẹ được làm công việc hôm bữa, mẹ đứng trên sân khấu con có xem á, con cứ ngủ với ba đi, sáng mai con mở mắt dậy con sẽ thấy mẹ. Và mở mắt nó thấy mẹ thật. Và cứ như thế mỗi lần đêm khó ngủ là ảnh lại nói như vậy thì con lại ngủ được. Thì cái đó một cái tự nhiên em nghĩ đến rất là xúc động. Cảm ơn lời chia sẻ của chị. Cố lên. Tương tốt quá trời. Cái nét riêng của anh ở trong trò chuyện với Tương đây, đó là ông hoàng đạo lý. Cứ văng ra vài ba câu là lại đạo lý, văng ra vài ba câu là lại đạo lý. Và nó có những cái triết lý, những cái đạo lý mà đôi khi nó hơi ngược nhau với mọi người. Đó là cái cách anh phản đề. Có nghĩa là cái cách anh nói à bây giờ cũng là cái đạo lý đó, bây giờ mình làm sao để cho thu hút, làm sao để cho viral bây giờ. À mình phản đề, mình nói ngược lại với những gì người ta nghĩ. Sau đó mình lại triển khai nó theo một cái cách nào đó, sau đó lại thuận lòng của số đông. Thì đó là cái cách mà vừa rồi anh cũng dạy cho các thí sinh của Miss Universe Việt Nam, trong cái cách mà nhận một cái chủ đề, sau đó triển khai nó như thế nào. Thì phản đề là một trong những cách nó gây thu hút nhất, bởi vì nó ngược ngạo với cái suy nghĩ của số đông. Thì đó là cái cách anh đang làm cho hình ảnh của mình. Và anh thấy là à, cái hình ảnh, cái style mà nói đạo lý nó hợp với anh. Cảm thấy anh nói đạo lý nó ok. Vậy thì em cũng sẽ phải tìm một cái nào đó phù hợp với mình. Và em phải tìm cho ra và luyện cho nó giỏi. Thì sau đó mới là tới cái bước em đưa cái hình ảnh với cái thế mạnh đó của mình ra tới công chúng. Em có hai cách để em đưa cái hình ảnh của em, nhưng mà bây giờ em phải tìm nó ra chứ đã. Còn bây giờ nếu em tiếp tục em đi thi, em tiếp tục em làm video clip, nó vẫn sẽ là hình ảnh của một cô bé dẫn chương trình rất là bình thường. Rất là bình thường, nói lưu loát thì thật ra nói thiệt nha, các bạn sử dụng các nền tảng mạng xã hội ngắn bây giờ người ta nói chuyện cũng lưu loát không kém. Thậm chí là trong một cái phiên livestream nó nói nhanh còn hơn cả anh. Thì anh thấy là à, cái kỹ năng nói bây giờ mà nói nhanh không còn là cái vấn đề quá trời khác biệt nữa. Vậy thì em sẽ phải tính lại là nếu bây giờ em tiếp tục đi thi như tất cả những năm vừa rồi thì anh nghĩ cái kết quả em nhận được cũng y chang. Bởi vì sao? Bởi vì là kỹ năng ăn nói tương đương mấy bạn kia, kỹ năng trình bày thì tương đương mấy bạn kia, nhưng mà ngoại hình và tuổi trẻ ít hơn, người ta sẽ chọn mấy bạn trẻ hơn em chứ không chọn em. Tại sao? Thứ nhất, mấy bạn trẻ nó sẽ còn cái tiềm năng phát triển nhiều hơn em. Anh chưa nói về ngoại hình nha, nhưng mà về tuổi trẻ, cái bạn 18 tuổi với cái bạn 32 tuổi mà cùng kỹ năng như nhau, chắc chắn bản thân là anh không cần nhìn mặt anh cũng chọn bạn 18 tuổi. Bởi vì các bạn có tương lai phát triển nhiều hơn mình. Vậy thì bây giờ để mà em có thể tiếp tục đi thi được tiếp nữa thì bây giờ em phải tìm cho ra cái nhân vật dẫn chương trình mà em đang muốn hướng tới đó là nhân vật như thế nào. Em xây dựng cho nó thật là tốt và kỹ năng nó thật nhuần nhuyễn. Rồi lúc này mới là lúc em giác khiên, giác giáo đi thi lại một lần nữa. Bởi vì chính những cái bài thi của em trong cái chương trình đó, khi mà em có một cái nguồn năng lượng mới, một kỹ năng mới, một cái sự thú vị mới, thì anh dám chắc với em luôn, tất cả các nhà sản xuất như anh đều sẽ chọn những người như em. Bởi vì sao? Các nhà sản xuất họ rất cần mỗi năm có những cái nhân tố đặc biệt như vậy. Ví dụ như MIQ Miss International Queen là một cuộc thi về sắc đẹp của người chuyển giới, nhưng năm nào cũng có những bạn hoàn toàn không đẹp bằng các bạn khác, nhưng năng lượng toát ra rất khác, câu chuyện rất khác, kỹ năng rất khác, thì luôn luôn là vào chung kết. Vậy thì nếu mình không thể là một cái thí sinh mà chính chuyên, chính quy, chuẩn mực đàng hoàng, là từ thanh, từ sắc rồi, thì em dùng cái thanh cộng với một cái tài năng lẻ khác của em để tạo thành cái sức hút cho chương trình, thì chắc chắn nhà sản xuất sẽ đưa em vào tới chung kết. Vậy thì anh nghĩ là một năm của em đang chưa đủ. Vậy thì em sẽ phải có phương pháp dự phòng ngay từ bây giờ. Bởi vì anh chỉ sợ là nếu anh không nói điều này nha, em chờ một năm sau và vẫn chưa có kết quả gì hết, thì đôi khi cái việc một năm sau em quay trở lại với công việc chính chuyên môn của em đã cho em thu nhập nó cũng rất khó khăn. Bởi vì lúc đó người ta đã có người thay thế cái vị trí của em rồi. Cho nên bây giờ em sẽ phải cân nhắc thật kỹ. Ở khía cạnh của anh mà cho em lời khuyên, thì anh nghĩ em vẫn phải nên duy trì công việc đó để có thu nhập. Bởi vì con đường của em từ đây cho tới khi em thực hiện được ước mơ của em là một người dẫn chương trình có nhiều người biết đến đi, và đặc biệt là nuôi sống được em đi, anh nghĩ cần ít nhất là 3 tới 5 năm nữa. Vậy thì em phải trụ được trong thời gian đó giùm anh. Và với showbiz đừng gấp. Bởi vì kể cả những người có thực tài, người ta cũng cần hơn 10 năm em. Vậy thì mình không gấp được, không ai nói trước được hết. Cho nên là đam mê, muốn vui thích gì đó, cái bụng phải no trước. Em phải giữ được cái bụng và cái gia đình của mình về mặt tài chính trước. Và em hoàn toàn có thể bắt đầu theo cách của anh nha. Nghĩa là anh bắt đầu từ gì? Từ một diễn giả nói công việc chuyên môn trước. Trước khi mà anh trở thành người trong showbiz, anh nói chuyện trong showbiz, anh đã từng là một cái diễn giả dạy về thẩm mỹ, dạy về làm đẹp, với cái số lượng khán giả ngồi bên dưới có khi lên tới 2.000 người. Và anh có cachet cực kỳ cao cho công việc đó. Cái này chia sẻ vui thôi. Sau khi anh cưỡi ngựa lên thảm đỏ của siêu mẫu Việt Nam 2017, cachet của anh thời điểm đó để đi dạy một cái lớp học khoảng 300 cho tới 500 người, đó là 7.000 đô. Không phải là con số nhỏ. Vậy thì khi mà em có thể làm speaker, làm diễn giả dạy về chuyên môn cho một nhóm đối tượng chuyên sâu, thì anh biết chắc là lương của em sẽ cao hơn lương của người dẫn chương trình rất rất nhiều. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em sẽ được cực kỳ trọng vọng trong cái lĩnh vực chuyên môn của em. Và anh nghĩ em phát triển từ đó
và nổi tiếng hơn. Em sau đó em sẽ làm những content nội dung về chuyên môn để thể hiện khả năng ăn nói của mình. Rồi sau đó em sẽ bắt đầu được mời làm người dẫn chương trình cho các hội thảo chuyên môn. Thì lúc đó em sẽ là một người dẫn chương trình ở một vị thế gì? Dẫn chương trình mà mang tính chuyên môn cao. Rồi từ cái đó em mới lấn sang giải trí được. Chứ còn em muốn lấn hẳn sang giải trí thì với độ tuổi và kỹ năng của anh và em hiện tại, mình chưa làm được điều đó. Cho nên anh, lời khuyên thật sự của anh bây giờ là em phải nhanh chóng tìm cách kết nối lại với công việc cũ để làm tiếp công việc cũ giùm anh. Quan trọng của em là cái cách sắp xếp thời gian. Em làm sao vừa làm tiếp được công việc cũ mà vừa luyện được tiếng Anh, mà vừa tìm ra được cho mình cái chìa khóa của em trong cái công việc giải trí này, đó là cái gì. Còn với hiện tại anh nghĩ nha, với những show mà họ mời em ở hiện tại thì anh nghĩ là cachet cũng chưa cao, bởi vì em chưa có danh hiệu, chưa có được cái sự nhận biết gì cả. Thì anh nghĩ điều đó nó cũng đang phí phạm thời gian của em. Thấy cũng có nhiều khó khăn. Thật sự luôn á, những điều anh Tiến vừa chia sẻ đó là những điều mà ngay từ những giây phút đầu tiên á, em muốn nói nhưng mà em sợ là mình nói ra cho một người mà vừa nghỉ việc 3 tháng như bạn á, thật sự nó sẽ hơi là một cái cú sốc và hơi khó thay đổi. Tại vì em biết không, thí dụ như chị đi làm MC mười mấy năm thì mình mới lên được cái vị trí là được mời làm diễn giả cho một cái lĩnh vực chuyên môn về giao tiếp. Mà em á, sẵn em đã là chuyên gia. Nhiều khi cái đường của em đang nó bị ngược lại á, em đang bị đánh mất cái lợi thế của bản thân mình. Đó. Tuy nhiên là đừng có vì vừa anh Tiến vừa chia sẻ xong mà áp lực quá, từ từ, không sao hết, từ từ. Chuyện gì cũng có cách giải quyết. Cái công việc văn phòng á, thì khi mà em đã quyết định em nghỉ việc công việc văn phòng là em không có đường lui. Tại vì công việc văn phòng là giờ hành chính, có KPI, và khi mình đã vào đó thì mình sẽ không có nhiều thời gian để mà mình làm nhiều cái việc khác hay để học hỏi, hoặc là mình đi nhiều show mình như mình mong muốn được. Cái câu chuyện diễn giả, làm diễn giả cũng là một cái cân nhắc. Nó sẽ là dạng như cũng là freelance. Mình sẽ có những cái cách nào đó để mình kết nối với bên ngoài và mình làm khi nào mình sắp xếp thời gian. Thì cái đó là chắc là cũng là một cái bài toán khó nữa. Cho anh hỏi luôn, bây giờ hỏi thật là thẳng quịch tẹt ra luôn nè. Là bây giờ tới hiện tại sau 3 tháng nghỉ việc rồi, công việc MC nó đang giúp cho em trang trải được bao nhiêu phần trăm chi phí cuộc sống của em? 10, 20, 25, 30, 35, 50. Thí dụ chi phí hàng tháng của em cần bao nhiêu đó tiền? Hiện giờ cái tiền em thu nhập được từ MC nó đang chi trả được bao nhiêu phần trăm trong cái chi phí hàng tháng? Trước khi em trả lời cái câu chuyện này thì có một cái bức thư bí mật của chương trình. À đúng rồi, còn mát chương trình là còn một lá thư từ tương lai nữa. Là nhiều khi nãy giờ mình khuyên xong rồi nó lật lại cú blog tweet, cái là hai đứa mình lật nữa đó. Rồi vậy thì để cho bạn dễ nói chuyện mà không còn ấp úng nữa thì xin mời lật mở lá thư đến từ tương lai. Rồi vậy thì với cái lá thư như vậy thì làm sao giờ giải thích cho tụi tôi hiểu luôn nè cô gái. Khi mà dấn thân vào con đường mà mình đang rất là đam mê như vậy thì em cũng đã nhận rất nhiều các thể loại chương trình. Mà mỗi chương trình có một chút thôi, chứ mình chưa có đi chuyên một cái thể loại nào hết. Tiệc cưới mình cũng dẫn, khai trương mình cũng dẫn, bất động sản cũng dẫn. Mình cũng hoang mang lắm, MC nó có rất là nhiều ngách như vậy. Cái trước mắt của mình có thể tập trung theo cái hướng nào để phù hợp với cái nhu cầu của thị trường cũng như là phù hợp với cái khả năng, năng lực của mình. Hoặc là nhiều khi em cũng nghĩ một cái mà em rất là thích mà trong 3 tháng này em mới nhận ra, đó là về cái chủ đề về healing. Cái đó nó có là một cái định hướng không, và nó có một cái thị trường nào đó liên quan để mà mình có thể dẫn dắt, mình kết nối những cái sự kiện liên quan đến như vậy hay không. Cái công việc của người dẫn chương trình nó cho em cái kỹ năng nói chuyện lưu loát rồi. Bây giờ em cần xây dựng content thôi. Em sẽ thấy một cái thực tế hiện nay, anh đang nói thực tế chứ không phải là thực trạng. Có rất là nhiều bạn làm nhà sáng tạo nội dung số trên các nền tảng video ngắn. Các bạn vẫn được mời làm MC, người dẫn chương trình, thậm chí là chương trình thảm đỏ, một số chương trình lớn luôn. Anh nói ví dụ bạn Tôn Phạm, rõ ràng bạn không xuất thân từ nghề người dẫn chương trình. Và trước đó bạn cũng không làm nghề người dẫn chương trình. Nhưng thông qua những cái podcast bạn tự làm, podcast chữa lành, podcast trò chuyện với bạn bè nè, bạn trở thành một người được nhiều người biết tới. Đó cũng là một trong những cái thuận lợi để các bạn trở thành một người dẫn chương trình. Vậy thì hiện giờ em có được cái kỹ năng ăn nói lưu loát, nhưng cái em chưa có đó là em chưa có content, chưa có nội dung và chưa có nhiều người biết tới. Vậy thì như anh nói là thông qua cuộc thi hoặc thông qua các kênh nền tảng mạng xã hội,
em cần phải có thời gian suy nghĩ coi cái dạng content nào là nó hợp với mình và hợp với kỹ năng ăn nói và cái năng lượng của mình để em có thể tìm được nhiều người biết tới em. Khi có nhiều người biết tới em hơn bây giờ thì chắc chắn cái nhu cầu mời em làm người dẫn chương trình nó cũng sẽ cao hơn bây giờ và giá của em cũng sẽ cao hơn. Gia đình có ủng hộ em thay đổi cái hướng đi này không, hay là có bất cứ cái sự khó khăn nào trong gia đình không? Trước đó thì gia đình không ủng hộ, và trong cái hành trình một năm mấy trước đó là em đã chia sẻ, em nói rất nhiều với gia đình, với chồng em, và hiện tại thì cũng đang ủng hộ, cho nên đó cũng là một cái động lực nữa để mà mình mới quyết định một cái gọi là khá là táo bạo trong cái hoàn cảnh này, là mình nghỉ hẳn ở công việc ổn định văn phòng. Chị thấy em có một câu chuyện rất là hay á, sao mình không tìm cái cách để mình video, mình kể lại cái câu chuyện như thế này của cuộc đời mình đi. Nhiều khi biết đâu đấy trong cuộc sống này không chỉ có một mình Hạnh Trang là có câu chuyện này, cả ngàn người phụ nữ đang trải qua câu chuyện như em. Có những người là em 3 năm trước đây họ chưa thuyết phục được gia đình họ, có những người là em bây giờ họ đã nghỉ việc 6 tháng rồi và chưa có số. Họ sẽ thấy cái câu chuyện đồng cảm với em và họ sẽ kết nối với em bằng những cái sâu sắc nhất từ bên trong, từ trái tim. Thì chị hy vọng là em có thể, coi như đây một gợi ý thôi, em có thể làm những cái video là tôi đã quyết tâm để mà nghỉ việc như thế nào, tôi đã trải qua những cái trạng thái tâm lý ra sao, tôi đã dằn vặt như thế nào, thậm chí tôi nói chuyện với đứa con 4 tuổi của tôi sao. Em đem con em 4 tuổi ra đây, em ngồi em nói chuyện, con ơi con, bây giờ mẹ nghỉ làm, mẹ không có tiền mua sữa cho con, bây giờ con ráng con ăn ít hơn, con uống ít hơn được không, kiểu kiểu như vậy. Mình hiểu không, mình làm những cái nội dung nó có thể hài hước hoặc nó có thể sâu sắc, bất cứ một cái gì về chính em, về câu chuyện cuộc đời em. Và từ đó em sẽ có những cái chương trình mà em mong muốn. Em nắm tay chị xíu được không? Đúng là đồng cảm, đúng là chương trình mời quá là tuyệt vời luôn ạ. Chị nói mà để em có một cái chi tiết mà em rất là xúc động khi chạm nhắc đến con em. Bởi vì có những lúc mình đi về đêm á, cái em hay nói chồng em á là con mình nó hiểu chuyện lắm. Thì anh cứ nói là mẹ đi làm MC rồi hả, mẹ